Ở một góc của triển lãm là nơi tái hiện lại những nông trang thời xưa với những ngôi nhà vách đất và qua đó thấy được cuộc sống của người dân thời kỳ đó. Đây là điểm đặc biệt của nơi này, phòng trải nghiệm dành cho trẻ em. Đây là nơi dành cho các em nhỏ có thể tìm hiểu ý nghĩa của Thế vận hội Olympic. Đồng thời, ở đây, các em có thể gặp gỡ rất nhiều linh vật của các kỳ Thế vận hội. Ở đây, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu một cách sâu sắc về tinh thần Olympic và trải nghiệm hết mình trong chuyến tham quan ở đây. Ở đây có rất nhiều linh vật của Thế vận hội Olympic. Đây là nơi nào vậy? Đây là phòng học đặc biệt của bảo tàng chúng tôi, phòng trải nghiệm dành cho trẻ em. Phòng trải nghiệm dành cho trẻ em ở bảo tàng Suwon Gwangui được xây dựng để trẻ em có không gian trải nghiệm những điều thú vị theo các chủ đề. Ở đây có 3 chủ đề cho các em lựa chọn. Lớp học trải nghiệm khảo cổ học, cùng chơi ở Thế vận hội Olympic và xin chào đảo Đốc Đô. Lớp học khảo cổ học được xây dựng nên, cũng giống như chủ đề khác trong bảo tàng, để cho các em nhỏ có được trải nghiệm như một nhà khảo cổ. Các em cũng sẽ được trải nghiệm, thử nghiệm tìm kiếm các mảnh cổ vật và ghép chúng lại với nhau để hoàn thành. Nơi này thật sự đem lại cảm giác khai quật và khôi phục giống như của những nhà khảo cổ học. Đây là nơi nào vậy? Tôi nghĩ ở đây có thể đem lại những trải nghiệm thật đặc biệt đấy ạ. Đây là không gian cho các em nhỏ muốn thử trải nghiệm làm một nhà khảo cổ, để các em có thể tự mình khai quật và khôi phục những hiện vật giống như những gì các em nhìn thấy ở phòng văn hóa lịch sử ở tầng 1 của bảo tàng. Còn đây là góc Đốc Đô, nơi các em nhỏ có thể nhìn thấy đảo Đốc Đô giữa lòng đại dương. Trong phòng Đốc Đô này, các em nhỏ có thể nâng cao sự sáng tạo với những khối Đốc Đô và những người bạn nhỏ ở đại dương. Nơi đây như ở giữa đại dương vậy. Đây là phòng gì thế ạ? Đây là góc Xin chào Đốc Đô. Đây là không gian để trải nghiệm những gì liên quan đến đảo Đốc Đô. Căn phòng này được xây dựng dựa trên những tư liệu ở tầng 2. Ở bảo tàng Quang Quê này, ngoài việc các em nhỏ có thể ghé thăm phòng trải nghiệm, thì chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình dành cho các em. Vào cuối tuần, chúng tôi có chương trình trải nghiệm sinh thái và tự nhiên. Vào tuần cuối cùng của mỗi tháng, chúng tôi có chương trình biểu diễn về văn hóa uống rượu dành cho trẻ em và thiếu niên. Khi bước vào đây, tôi thấy đằng kia có một nơi có thể chụp ảnh. Đó là nơi nào vậy? Ở phòng tài liệu tầng 2, có rất nhiều tài liệu liên quan đến Olympic. Vì vậy, chúng tôi tạo nên không gian chụp ảnh, giống như khi trao huy chương ở Thế vận hội, để các em nhỏ có thể chụp ở đây. Đây là góc trong mơ của các bạn nhỏ. Như vậy, tôi có thể ghé qua được chứ ạ? Vâng, đương nhiên rồi. Chúng ta cùng qua đó nhé. Chào mừng mọi người đến với phòng trải nghiệm Olympic. Ở đây, các em nhỏ có thể trải nghiệm cảm nhận nhận huy chương Olympic. Ở đây, có chuẩn bị cả đủ huy chương vàng cũng như vòng nguyệt quế. Các em nhỏ có thể mang theo ảnh về. Chắc hẳn, đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Mặc dù đây là không gian trải nghiệm của trẻ nhỏ, nhưng tôi cũng muốn thử nhận huy chương Olympic một lần. Tôi thấy trong bức ảnh ở đây có rất nhiều chủ đề. Vậy cái nào được yêu thích nhất ạ? Trong số 5 chủ đề ở đây thì cái này thường được chọn nhất. Vậy tôi sẽ chọn cái này. Tôi sẽ chọn cái này. Vốn dĩ vòng nguyệt quế được trao cho người về nhất cuộc thi marathon, nhưng tôi sẽ đội vòng nguyệt quế và bước lên bục nhận huy chương. Thật sự, có cảm giác như được nhận huy chương vậy. Không biết ảnh trông thế nào đây.
Nếu các bạn cũng muốn thử cảm giác này, hãy ghé thăm phòng trải nghiệm dành cho trẻ em nhé. Ôi tiếng máy ảnh. Ảnh đã ra rồi đây. Mọi người thấy sao ạ? Nhìn giống hệt đang nhận huy chương phải không?